Tôi là kỹ sư công nghệ thông tin, nhưng cuộc đời tôi lại gắn liền với cả cây nấm. Đó là một câu chuyện dài. Năm 2006, anh trai tôi bắt đầu tìm hiểu về nghề nấm và làm nấm. Anh trai tôi là kỹ sư nông nghiệp và anh bắt đầu với nghề nấm trong khi nghề nấm còn rất nhiều khó khăn. Nhưng anh quyết tâm xây dựng thương hiệu chính nấm với tinh thần nấm Việt chân chính. Anh hăng say với công việc, anh làm ngày làm đêm bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhưng sức người có hạn. Do đặc thù của công việc rất là vất vả, phải thức khuya dậy sớm. Vào buổi sáng sớm mùa thu năm 2009, sau khi thu hái xong, anh của tôi có bị cảm và mất. Những năm đầu khi nối tiếp ước nguyện của anh trai, tôi đã đi khắp nơi để tìm hiểu về nấm Việt. Từ chợ đầu mối, các siêu thị, các cửa hàng thực phẩm sạch, cho đến các nhà máy lớn nhỏ, các hộ kinh doanh, tôi phải đi rất nhiều để tìm hiểu về sản phẩm. Trời không phụ lòng người, rồi ngày ấy cũng đến. Cuối cùng các sản phẩm của chính nấm đã được phân phối vào các cửa hàng thực phẩm sạch, các hệ thống siêu thị như Aeon, Saikamart, Bắc Tôm, Sói Biển, Baker Inn và nhiều hệ thống siêu thị khác. Nấm là một loài rất đặc biệt, nó bị phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Tại miền Bắc thì là khí hậu bốn mùa, thành ra rất ảnh hưởng đến cái sản phẩm nấm. Do vậy mà để trồng nấm rất là khó khăn. Để có công việc ổn định cho mọi người, tôi phải đầu tư vào việc chế biến sản phẩm từ nấm. Thương hiệu nấm ta tôn trọng vị thật ra đời với các sản phẩm chế biến từ nấm theo phương châm không mì chính, không chất điều vị hóa học, không phụ gia, không hương liệu và đặc biệt là không sử dụng chất bảo quản. Khi nấm Việt được tin dùng thì các gian thương dùng chiêu trò gian lận trà trộn hàng Việt Nam. Nhưng tôi vẫn quyết tâm làm cây nấm Việt chân chính. Làm nghề nào cũng vậy, nếu chúng ta gặp khó khăn, chúng ta lùi bước, chúng ta sẽ thất bại. Vậy có khi nào anh cảm thấy nản khi làm nghề này không ạ? Tôi làm nghề với tinh thần của một chiến binh. Trong đầu tôi lúc nào cũng ngâm nga câu hát: ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết danh phận ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng thường nghĩ về cuộc đời. Tôi có một khát khao mãnh liệt, đó là đưa sản phẩm nấm Việt Nam đến với người tiêu dùng và được người tiêu dùng chấp nhận, đánh giá đúng cái sản phẩm nấm Việt.